Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review chiếc xe siêu phẩm, xe VinFast hàng của Việt Nam, do nhà máy VinFast sản xuất cách đây được một thời gian không lâu. Đây, mình sẽ quay tổng thể cho mọi người xem chiếc xe VinFast này nhé. Thì chiếc xe này hiện tại là mình mua lại của một người đã đi được 3.600 cây. Còn rất là cứng luôn. Tổng thể thì chiếc xe này chưa xước sát nhiều nhé. Nhìn tất cả màu sơn rất bóng luôn mọi người ạ. Quá là đẹp luôn. Hiện tại thì mình đang bán xe này với giá là 18 triệu đồng. Xe đã đăng ký đầy đủ. Thì mình sẽ test cái bài này để cho mọi người được biết là với cái giá như thế này thì có nên mua một chiếc xe cũ không. Bây giờ mình sẽ cắm chìa khóa vào bật cho mọi người xem nhé. Đầu tiên mình nhìn đến phần màn hình thì nó cũng rất là đơn giản. Bản này là bản dùng bia quy mọi người nhé. Đây, mới đi được 3.940 cây này. Đấy, thì có hai chức năng Eco và Sport, chức năng tiết kiệm pin và chức năng chạy tốc độ cao, và một chức năng nữa là chức năng dừng đỗ. Chức năng này để tránh trường hợp khi mọi người quên tắt chìa khóa nhé, thì có ai đó người ta vặn vào thì xe nó lao lên rất là nguy hiểm. Chức năng này mình đánh giá là rất tốt. Về cái xe VinFast này thì mình thấy là nó không có cái nhiều cái option, không nhiều option như các xe khác. Các xe khác thì nó có lùi này, tốc độ số 1, 2, 3, rồi là sạc điện thoại, nhưng xe này là không có nhé. Đấy, chắc là VinFast chú ý vào chất lượng và kiểu dáng hơn. Cái kiểu dáng thì mình thấy nó cục mịch hơn, nó không được thanh thoát như các xe của Zibao, Gogo hay là Vespa. Đấy, nhưng mà cũng đúng thôi, vì là VinFast ra cái mẫu hoàn toàn mới, không theo một cái xe nào cả. Về cụ phanh quá là chắc chắn luôn, có thể là chắc chắn hơn cả xe máy ấy. Rất là phanh, rất là êm ái, ăn nhưng mà êm chứ không có giật. Mình đã đi mà mình cảm nhận như thế. Rồi, phía sau là dòng chữ VinFast và biểu tượng. Phanh sau nhìn rất là sang, rất sang. Mà bên này thì là bên này động cơ là động cơ của Boxer, nổi tiếng thế giới, cực bền luôn mọi người. Riêng cái động cơ này đi rất là bền, 60V và 800W nhé. Bản pin này, bản ắc quy này là 800W, còn bản pin lithium ấy là 1.200W. Đi được 6-70 cây, còn loại này chỉ đi được tầm khoảng, theo mình đánh giá, mình tính thì nó khoảng 4-5 cây. Về mặt đằng trước, thiết kế đèn này rất sáng, sáng như đèn xe máy luôn. Về phần bánh thì nhìn cái bánh này tự tựa như bánh của xe của SH. Mình sẽ ra để cho mọi người xem cái động cơ này nó có êm không. Trước mắt mình phải bấm vào P thì mới khởi động, mới chạy được. Quá êm luôn mọi người. Đang mặn. Rất êm. Mình sẽ mở cốp. Thiết kế cốp mình đánh giá này, nó rộng, thoải mái để hai cái nón bảo hiểm luôn. Gương được, sạc cũng có bót nhé. Thì theo mình đánh giá, với cái mức tiền 18 triệu mà để mua chiếc xe này là quá hợp lý cho mọi người ạ. Tại vì cái mức giá hiện tại bây giờ thì đang là 26 đến 28 triệu. Nên người ta mới đi được 3.900 cây, mức giá giảm như thế. Với xe VinFast thì mình khẳng định là bình ắc quy và chất lượng xe cực tốt luôn. Đấy,
Rồi ok. Nếu mọi người quan tâm và mua xe điện cũ thì hãy liên lạc cho xe điện cũ nhập, số điện thoại 0981077781 mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thấy hay thì hãy like và share cho kênh của mình nhé.